Thưa quý vị, hiểm họa cháy nổ luôn rình rập nhiều khu vực. Nước ô nhiễm từ sản xuất làng nghề thải vô tội vạ. Nước thải từ các nhà máy nhiều khi tràn cả vào khu dân cư. Đó là thực trạng hiện nay ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hảo. Đã nhiều ngày nay, ngày nào cũng vậy, bà Oanh ở tổ dân phố Phan Bôi thường xuyên phải ra đường khơi thông cống nước. Nếu không, nước sẽ ngập hết đường, mà nguồn nước này chủ yếu từ việc rửa, tái chế phế liệu của các gia đình lân cận. Nước đây là nước xây can. Một ngày, những nhà người ta xây đêm, xây ngày người ta cứ thuê xây bao nhiêu tấn một ngày. Thì là bây giờ là nó chảy ra cái nước cứ đặc xìn xịt ý. Đủ những các cái chất gọi là dầu, hóa chất, xong rồi lại dầu gội đầu, dầu rửa bát, gọi là vân vân, không còn thiếu một cái thứ gì. Kênh Trần Thị Ngọ mà mưa thì là chảy vào. Đây là tôi ốm mà suốt từ mùng 1 đến giờ nhá, thuốc không khỏi. Trên địa bàn phường thì gia tăng cái tình trạng người mắc các bệnh ung thư và mắc các bệnh về đường hô hấp. Theo số liệu của chúng tôi cập nhật thì từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn phường chúng tôi là phát hiện được 136 ca mắc bệnh ung thư. Riêng tại tổ dân phố Phan Bôi là tổng hợp là 28 ca bệnh ung thư. Riêng năm 2023, thống kê trên địa bàn phường là tổng số người mắc bệnh ung thư là 22 ca. Số người mắc các bệnh về đường hô hấp là 1.560 ca. Nước thải của tái chế nhựa nhiều khi không thoát được ra ngoài, gây ứ đọng trong khu dân cư. Đó là chưa kể, đôi khi nước thải của các doanh nghiệp ở kênh Trần Thành Ngọ tràn cả ra đường. Ngày mưa thì nhớp nháp, ngày nắng thì bụi bẩn, tiếng ồn. Hiện nay, tổ dân phố Phan Bôi có 119 trên 595 hộ gia đình tham gia thu mua, phân loại, sơ chế, tái chế phế liệu nhựa. Lượng chất thải phát sinh lớn nhất là nước thải và chất thải rắn. Nguồn gốc phế liệu sản xuất được các hộ thu mua tại các tỉnh trên cả nước với khối lượng khoảng từ 80 đến 100 tấn một ngày. Ước tính một ngày phát sinh khoảng từ 8 đến 10 tấn phế thải công nghiệp lẫn rác thải sinh hoạt. Do sản xuất chủ yếu trong khu dân cư, vì vậy hiểm họa cháy nổ luôn rình rập. Tháng 12 năm 2020 xảy ra cháy tại một xưởng chứa phế liệu. Mới đây nhất, ngày 10 tháng 3 vừa qua, xảy ra cháy tại một xưởng sản xuất tái chế nhựa, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến các nhà xung quanh. Bên này thì đa số là làm nhựa, bên này toàn xưởng làm nhựa bên này. Cũng sợ chứ, xe cứu hỏa hướng là không vào, không biết được, là nguy hiểm lắm, cháy nổ nó nguy hiểm, ra mà nó nguy hiểm lắm. Xe đường đằng này không đi được, cứu hỏa là không đi được. Ngay sau vụ cháy vừa qua, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, trong đó có tổ dân phố Phan Bôi. Đoàn cũng kiến nghị đề xuất đối với những cơ sở nó không đảm bảo là sẽ tạm dừng đình chỉ hoạt động và hoàn thiện các thủ tục về đất đai cũng như môi trường. Đối với những cơ sở mà cố tình hoạt động không đủ điều kiện thì thứ nhất là biện pháp về đất đai thì có thể là thực hiện là thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những thửa đất mà sử dụng không đúng mục đích. Ví dụ như trong làng nghề mục đích sử dụng là đất ở nhưng mà là lại hóa sang các cái khu nhà xưởng như đấy là không đúng mục đích sử dụng đất. Đấy, rồi là về công tác bên điện lực cũng là kiến nghị là sẽ dừng cấp điện đối với những cơ sở không đảm bảo đấy. Một tổ dân phố với nhiều ngôi nhà khang trang có đời sống cao nhưng rất đang bất an về cháy nổ, ô nhiễm môi trường do sản xuất, tái chế nhựa cũng như từ nước thải công nghiệp.